11. Sư phụ, thuyền mua xong rồi, lương thực và Phật cụ cũng đã chuẩn bị xong, tất cả đều sắp xếp chu đáo. Dạ phải sư phụ, thủy thủ và thợ cũng đã mời đầy đủ, bây giờ chỉ chờ sư phụ quyết định ngày xuất phát. Tốt lắm, đêm dài lắm mộng. Hôm nay là ngày 25 tháng 6, 2 ngày nữa hãy chuyển mọi thứ lên thuyền, tối hôm đó xuất phát. Dạ. Biểu ca, sao biểu ca lại tới đây? À, cậu không ở đây sao? À, cha ra ngoài rồi, chắc là sẽ về liền thôi. Biểu ca, vào nhà ngồi chơi đi. Thu Liên, dâng trà. Dạ, tới liền. À, không vào nhà đâu, lát nữa huynh phải đi rồi. Làm gì mà vội quá vậy? Vào nhà ngồi chơi một chút đã. Mùi thiếu đẹp lắm. Biểu ca quá khen rồi. Biểu ca bị sao vậy? À, không sao, bị đứt tay thôi mà. Có đau không? Mùi lấy thuốc xoa cho nhé. À, không cần đâu. Quỳnh Hoa. Ừ? Có thể Quỳnh phải đi xa một chuyến. Biểu ca đi đâu? Nhưng chưa biết nơi nào. Đi với sư phụ có phải không? Ừ. Không lẽ hai người lại đi Đông Độ nữa sao? Không phải, là đi về phía Nam. Phía Nam mời sư phụ đi truyền giới và giảng đạo hả? Phải. Vậy hai người đi bao lâu? Quỳnh Hoa. Dạ. Quỳnh có món quà này muốn tặng cho muội. Quà hả? Quỳnh đã vì muội chép lại toàn bộ quyển Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cho muội. Biểu ca, biểu ca tự tay chép lại cho muội thật sao? Ừ. Khoan đã biểu ca. Chờ sau khi ta đi khỏi, muội hãy mở nó ra. Biểu ca, trước khi hai người đi phía Nam, nhớ phải nói với muội một tiếng đó. Muội và cha muội sẽ đãi tiệc tiễn huynh. Ta đi đây. Hãy bảo trọng. Biểu ca. Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa, con chạy đi đâu vậy? Dạ, con đi tìm biểu ca. Tường An nó, ấy Quỳnh Hoa, con cầm cái gì vậy?
Biểu ca chép lại cho con quyển Tâm Kinh. À, đừng có chờ nó nữa, chúng ta về nhà trước đi con. À, mấy ngôi chùa ở Nhuận Châu, dạ, muốn mời cha tới vẽ vài bức tranh. Cha đồng ý rồi sao? Đều là chỗ quen biết cho nên cha đã đồng ý rồi. Vậy cha phải đi trong bao lâu đây? Lâu thì cũng đôi ba tháng, mau thì chắc cũng mười mấy ngày. Cha, tại sao hai người nói đi là phải đi ngay như vậy? Còn ai muốn đi nữa sao? Là biểu ca, huynh ấy cũng phải đi xuống phía nam cùng với sư phụ truyền giới. Vậy sao? Lần này chúng ta đều không có ở nhà, con ở nhà một mình phải biết tự chăm sóc bản thân đó. Cha cứ yên tâm đi. Cha thật sự không yên tâm cho lắm. May mà con người của Lục Đạt cũng đáng tin, ta đã phó thác con cho nó rồi. Cha làm vậy là có ý gì đây? Con đâu còn là trẻ con nữa. Với lại đâu phải là cha đi một lần rồi không về nữa đâu. Phải. Nếu như cha không phó thác con cho người đáng tin cậy này thì ở bên ngoài cha có yên tâm được không? Con phải biết nghe lời cha chứ. Sư phụ, mọi người tới rồi, mau lên thuyền đi. Được, đi thôi. Tới giùm con, từ từ nha. Nhanh lên. Đi chậm chậm thôi. Từ từ. Cẩn thận nha. Giúp tôi một tay đi. Mang vào trong đi. Cẩn thận. Xuống đi. Mau lên. Lên, nhanh đi. Cẩn thận. Trong phụ. Trông cậy vào con nha. Trong phụ cứ yên tâm, Lục Đạt nhất định sẽ chăm sóc Quỳnh Hoa thật tốt. Người bảo trọng. Bảo trọng. Ta đi thôi. Xin trọng phụ cứ yên tâm, trên đường đi nhớ bảo trọng. Cậu ba, trong nhà đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Một khi Quỳnh Hoa biết được chúng ta bỏ nó mà đi, Quỳnh Hoa nó sẽ nghĩ thế nào đây? Tuy chính ta đã phó thác nó cho Lục Đạt, nhưng trong lòng ta thật sự không nỡ. A Di Đà Phật. Thu Liên, cha ta đã về chứ? Dạ chưa ạ. Cha nói cha phải đi gặp một người, sao giờ này vẫn chưa chịu về nữa. Mình ra cổng xem thử. Quynh Đạt. Quynh Đạt, Quynh sao vậy? Sao Quynh ngẩn người ra vậy? Quỳnh Hoa, chúng ta vào nhà đi. Quỳnh có chuyện muốn nói với muội. Vào đi. Cha muội đi Nhuận Châu rồi. Quỳnh xem, muội làm biết bao nhiêu thức ăn để tiễn cha, nhưng tới bây giờ ông ấy vẫn chưa chịu về nữa. Cha muội sẽ không trở về nữa. Quỳnh nói cái gì? Cha muội đã đi đồng độ cùng với giám chân đại sư rồi. Quỳnh nói cái gì? Quỳnh Hoa, muội nghe ta nói nè. Ta vừa từ cửa sông Tân Hà trở về, bọn họ đã đi hết rồi. Quỳnh Hoa, muội bị sao vậy? Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa, mùi sao vậy? Có sao không vậy?
Quỳnh Hoa! Tiểu thư! Tiểu thư! Quỳnh Hoa! Quỳnh Hoa! Muội đợi đã! Quỳnh Hoa! Quỳnh Hoa! Quỳnh Hoa! Muội không đuổi kịp đâu! Bỏ muội ra! Quỳnh bắn kệ muội! Quỳnh Hoa! Thì đã đi rồi! Tiểu thư! Muội không đuổi kịp đâu! Tiểu thư! Muội muốn đi tìm cha! Tiểu thư! Muội muốn đi tìm cha! Mà lại đi xa rồi! Cho tiểu thư đó! Quỳnh Hoa, đêm nay cha sẽ theo đại sư Giám Chân cùng vượt biển tới Đông Độ ở Nhật Bản, góp khả năng hội họa của mình để hỗ trợ đại sư ở đất khách. Chuyến đi này không thể đoán trước được là lành hay dữ. Cha không đành lòng để con giải nắng dập sương, phải lao tâm khổ tứ. Nghĩ đi nghĩ lại, cha quyết định hứa gả con cho Lục Đạt. Cha đã hứa gả muội cho huynh rồi, nhưng muội vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Muội muốn chờ tin tức của sư phụ và cha từ Đông Độ, dù tốt hay xấu cũng phải có kết quả. Nếu như một năm rưỡi vẫn chưa có kết quả thì sao? Chúng ta vẫn gọi nhau là huynh muội. Tùy. Sư phụ, người xem, thuyền sắp cập bờ rồi. Hả? Không có nhanh như vậy đâu. Đúng vậy. Không thể nào. Không thể nào, không thể nào cập bờ nhanh như vậy. Đúng đó. Từ Thử Phong Sơn đến đỉnh Ngạn Sơn không nhanh như vậy đâu. Từ Ngạn, Từ Thác, hai con đi nhìn cho kỹ xem bờ biển có gì thay đổi không. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Hả? Có chuyện gì vậy? Sư phụ, không có gì thay đổi. Các con hãy nhìn cho thật kỹ. Không thấy rõ sư phụ à. Có khi nào đó là ảo ảnh không? Hả? Ủa? Ảo ảnh chắc. Ảo ảnh hả? Có thể đó chỉ là đá ngầm trên bờ biển thôi. Có khi tôi nhìn thấy giống như thiên binh vạn mã vậy. Không được. Ảo ảnh xuất hiện không phải là điểm tốt. Chúng ta không thể đi tiếp nữa. Hạ bơm xuống. Hơn cả trăm ngày nay, mọi người đã phải gánh chịu nhiều khổ nạn ở trên biển. Nhưng mà các đệ tử à, các con có từng nghĩ đến Thiên Trúc có vô số cao tăng, vì muốn đưa Phật Pháp đến Đông Độ mà họ đã băng rừng vượt suối, không quản xa xôi, quên lợi ích bản thân, khổ ải không tiếc, gột sạch tội lỗi và thức tỉnh, phổ độ chúng sinh. Không có họ truyền pháp từ đời này sang đời khác, Phật Pháp Đại Đường sẽ không có sự hưng thịnh như bây giờ. Ngay cả Pháp Thân Huệ Mạng của chúng ta cũng không có nơi nương tựa nữa.
chúng ta hành lộ trong đêm, không có kinh nghiệm xác định phương hướng. Phải chăng chúng ta cũng cảm nhận được một thứ cảm giác? Nhật Bản là một quốc gia nằm bên bờ biển bên kia, cũng là một quốc gia có duyên với Phật Pháp. Nhưng mà chúng sinh nơi đó không có duyên lĩnh thụ Phật Pháp chân chính và giới luật nghiêm khắc. Nơi họ sinh sống chẳng phải như trước mắt hay sao? Biển cả mênh mông, họ không nhìn thấy ánh mặt trời hay sao? Điều họ trông chờ nhất là những người đi hoằng pháp chúng ta. Chẳng phải giống như bây giờ chúng ta đang chờ người tới ứng cứu sao? Địa Tạng Bồ Tát nguyện rằng: địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Ta tin rằng tâm nguyện đến đông độ hoằng pháp của chúng ta nhất định sẽ được thực hiện. Con sao rồi? Anh chết gì đi? Dinh rẻ. Con không sao đâu sư phụ. Con nằm đi. Nằm đi. Con không sao. Ăn chút gạo nha. Nước không vô, không có nước. Nè, ráng ăn một chút đi. Ăn chút gạo. Nè, ăn một miếng đi. Tôi không ăn được. Đi cho ta. Sư phụ. 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 Cho con một miếng. Sư phụ. Nè, huynh cười cái gì vậy? Hả? Tôi vừa nằm mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy một viên quan muốn tôi giảng đạo cho ông ta. Tôi nói đồng ý. Nhưng trước hết ông phải cho tôi một ít nước uống, bởi vì bần tăng khát muốn chết rồi. Mọi người đoán xem thế nào. Ông ấy lập tức bưng tới một chén nước đầy ấp. Màu sắc của chén nước đó giống y như sữa, mùi vị cũng rất ngọt ngào. Sau khi tôi uống xong thì một cảm giác mát lạnh đặc biệt và rất là khó tả. Thầy Vinh Duệ à, con đang quả mai chỉ khác phải không? Đang khác nên con mới mời thấy nước đó. Sư phụ, có một hòn đảo. Hả? Có đảo hả? Đâu đảo? Có hòn đảo đâu vậy? Đâu vậy? Tới đảo rồi. Có đảo rồi. Từ Thác, Châu Cư Sĩ và các con, mọi người lại sẽ đảo kìa. Mọi người hãy lên đảo trước xem thế nào đã. Dạ. Đi. Bên kia kìa, có nước, theo tôi. Cái gì vậy? Đây là đảo người chết sao? Chúng ta đừng đi tiếp nữa, qua bên kia xem thử coi có đường đi không. Dạ, đi. Đi thôi.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhanh lên, không có nước, không có nước, không có nước. Phật tổ, hãy cứu giúp chúng con đi. Đi thôi, chúng ta đi qua bên kia xem đi. Thử tìm lại đi. Cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận. Chậm thôi, chậm thôi. Có nước rồi, có nước rồi. Nước này thật là ngọt, đúng là Bồ Tát phù hộ chúng ta rồi. Nước rồi. Mau, em bình tĩnh đây. Nằm bình cho sư phụ một mình. Nhìn lên, lên, mau lên. Đi ra. Cái gì vậy? Mọi người nhìn kìa, bên kia là người gì vậy? Đâu, đâu? Hả? Bên kia kìa. Mau chạy. Chú cư sĩ. Chú cư sĩ. Cậu à. Cậu à. Nếu như con xuống thuyền cùng với cậu thì tốt rồi. Cậu ơi, con thật lòng xin lỗi cậu. Con có lỗi với cậu. Con có lỗi với cậu. Cậu. Ta và châu cư sĩ bầu bạn đã mười mấy năm rồi. Đại Giang Nam Bắc, phàm những ngôi chùa mà ta trụ trì tu kiến, phần lớn những bích họa đều do ông ấy đến vẽ. Ông ấy giác ngộ rất cao,
ý chí ngất trời, thật đáng để người ta thương tiếc. Trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giác kinh, pháp hội thanh chúng đệ nhất, như thị ngã chặt. Nhất thời bậc tại Dương Xá, thành Kỳ Đô gần Sơn Trung. Chữ đại bi khâu chúng, dạng dị thiên nhân công. Nhất thiết đại thánh, thần thông vĩ đại, kỳ danh giết tôn giả Kiều Trần Nhân, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan Đặng, Di Di Thường Thủ, Hữu Hữu Bổ Hiền Bồ Tát, Nhân Thủ Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Cập Hiền Kiếp Trung Nhất Thiết Bồ Tát, Giai Lai Thập Phụ. Từ Thác. Dạ. Phía trước là nơi nào? Sư phụ, cứ đi thẳng về phía trước sẽ là Trịnh Châu. Trịnh Châu là một châu nằm ở cực nam của Đường Độ. Chủ thuyền. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy tới Trịnh Châu. Dạ được. Trọn đời không sát sanh, quý vị giữ được không? Giữ được. Trọn đời không trộm cắp, quý vị giữ được không? Giữ được. Trọn đời không vọng ngữ, quý vị giữ được không? Giữ được. Trọn đời không dâm dục, quý vị giữ được không? Giữ được. Trọn đời không uống rượu, quý vị giữ được không? Giữ được. Đây là ngũ giới, quý vị giữ được không? Giữ được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đa tạ. Mấy tháng này đại sư đã đọc kinh và giảng đạo,
Chúng tăng Trịnh Châu được mở rộng tầm mắt. Đối với sự học vấn của ngài, họ khâm phục đến mức ngũ thể đầu địa đó. Ở Trịnh Châu, Bần Tăng đã nhận được thịnh tình khoản đãi của mọi người, lấy làm cảm kích. Chỉ là quá nhiều người ở lại trong chùa trong thời gian dài, có nhiều thứ bất tiện. Ta nghĩ tốt nhất là nên đổi chỗ ở. Tại sao đại sư lại muốn dọn ra ngoài chứ? Có phải do con chiêu đãi không chu đáo hay có chỗ nào đắc tội? Người xuất gia được ở trong chùa là tốt lắm rồi. À, chuyện này làm con thật khó xử. Ngôi chùa này đã lâu và không được tu sửa, e là hơi... À, ta thấy chùa Đại Vân cũng tốt rồi. Chùa Đại Vân nằm ở Sương Nguyên. Hoàng đế Võ Tắc Thiên hạ lệnh cho thiên hạ hưng kiến thời tự này là Đại Vân. Trong số chùa chiền ở Trịnh Châu, chùa Đại Vân có quy mô lớn nhất. Tiếc là nhiều năm không ai tu sửa nên cũ nát hoang tàn. Các đệ tử, điện thờ của chùa Đại Vân bị hủy hoại nghiêm trọng, ta muốn giúp họ tu sửa lại, không biết các con thấy thế nào? Sư phụ, chi phí tu sửa điện thờ và tạc tượng rất cao. Chúng đệ tử không quen biết ai, lấy đâu ra kinh phí chứ? Sửa điện thờ và tạc tượng thì phải có tiền. Chúng ta có thể hóa duyên, cũng có thể nhờ Phùng đại nhân giúp sức. Sư phụ, chùa Đại Vân bị hư hại nghiêm trọng, e rằng trong thời gian 1.5 năm không tu sửa kịp sẽ làm ảnh hưởng tới lộ trình đi Đông Độ. Ta nghĩ kỹ rồi, Trịnh Châu cách Nhật Bản khá xa, lộ trình cũng không thuận tiện. Chúng ta chọn một cảng khẩu phải mất một vài ngày. Nhân cơ hội này, chúng ta hãy giúp tu sửa chùa Đại Vân trước. Chúng ta có 10+ tăng nhân, mời thêm một số nhân công nữa thì tu sửa sẽ nhanh thôi. Sư phụ, chúng ta tu sửa chùa Đại Vân bằng cách nào đây? À, thì phóng theo phong cách chùa Đại Minh ở Dương Châu. À, Tư Thác à, con mau phát thảo ra giấy trước đi. Con phát bản thảo? Đúng vậy, con đã theo ta học kiến trúc trong một thời gian dài rồi, bây giờ đã đến lúc có đất dụng võ. Đi phát thảo đi, nếu có chỗ nào chưa rõ ta sẽ nói với con. Dạ sư phụ. Các đệ tử, ý các đệ tử như thế nào? Chuyện này làm sao? Đệ tử mệnh. Đi số liệu phải rõ ràng. Các huynh cẩn thận nha. Đi cho ta. Tư Thác à, con nói với mọi người đừng nên gấp rút vội vàng, mà phải chú ý đến an toàn. Xích qua. Con xem, đặc biệt là mấy chỗ này, con nhớ dặn mọi người nhất định phải cẩn thận. Xích qua. Con biết rồi sư phụ. Được rồi, đi thôi. Dạ sư phụ. Vinh Duệ, sư huynh Vinh Duệ, sư huynh Vinh Duệ, huynh làm sao vậy? Vinh Duệ, huynh làm sao vậy? Sao rồi? Hả? Có sao không? Huynh làm sao rồi? Sư huynh nào? Sư huynh hả? Sư huynh à? Sức khỏe còn không tốt, đừng có cố nữa. Tường Nhạn, mau dìu sư huynh về phòng đi. Mau lên đi thôi sư huynh. Trừ đi về phòng. Sư phụ, đi nghỉ đi. Đi trước đi. Đúng rồi sư huynh à. Đi nghỉ trước đi. Đi thôi. Đi mau. Đừng suy nghĩ nhiều nữa Vinh Duệ à. Đây chỉ là một kỳ thi, chỉ cần huynh vượt qua được thì chúng ta có thể đạt được mục tiêu rồi. Nhưng sức khỏe của tôi không ổn rồi. Huynh đừng có nói những lời không hay đó.
Huynh có biết không, cuộc sống yên định sẽ tốt hơn đối với sức khỏe của huynh đó. Cũng tại tôi mà làm liên lụy tới mọi người. Kể từ hôm nay tôi sẽ không làm như vậy nữa. Được rồi, huynh đừng có nói nữa, mau uống thuốc trước đi đã. Tôi có uống cũng sẽ nôn ra hết thôi. Tôi không uống được đâu. Huynh phải cố lên chứ, tuyệt đối không được dứt bỏ đâu. Đây là việc sư phụ đặc biệt giao lại cho đệ trước khi đi khỏi đó. Lát nữa khi sư phụ trở về sẽ trách đệ không chăm sóc sư huynh chu đáo. Huynh cố lên đi, mau. Được rồi. Chờ đã, chờ đã. Được rồi, để đây đi. Nào, mọi người qua đây đi, nghỉ ngơi một lát đã. Thời tiết nóng bức, mọi người uống chút trà mát đi. Đây, nào, uống đi. Đa tạ, đa tạ. Uống đi. Được, được, được. Đây. Xin mời. Nè, uống đi, uống đi. Đây. Thêm một chén nữa. Trà hôm nay vừa ngọt lại vừa mát nữa. Nè, uống thêm đi, uống thêm đi. Loại trà này là do sư phụ đích thân nấu cho mọi người uống. Được, được. Là dùng lá trúc, bạc hà và rất nhiều loại thảo dược. Uống vào trừ độc thanh nhiệt. Mọi người uống đi, uống nhiều vào, uống thêm nữa nha. Cảm ơn, cảm ơn. Tăng Quy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nói: Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Thọ lạc vô cực đề tam thập nhị. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát: Chư thiên dân đẳng vô lượng thọ quốc, thánh văn Bồ Tát, công đức trí tuệ, bất khả xưng thuyết, hữu kỳ quốc thổ di diệu. Những tượng Phật và pháp khí này vốn được chuẩn bị để mang tới Nhật Bản, nhưng bây giờ hãy giữ lại cho Đại Vân Tự. Đa tạ Đại Sư. Đa đại sư. A Di Đà Phật. Mời dậy. Các đệ tử dọn tất cả đến tàng kinh lầu đi. Dạ sư phụ. Bản sao của kinh thư trí hành cũng nguyên góp sao? Tóm lại là không thể mang về Trung Nguyên được. Quân ấy đã sao chép rất cực khổ đó. Tôi biết rồi. Mới biết bao nhiêu tâm sức nữa. Chỉ cần có thể trở về từ Nhật Bản thì không lo nhiều như vậy nữa. Vinh Duệ, sao vậy? Vinh Duệ, con sao vậy? Con sao chứ? Hả? Sư phụ. Vinh Duệ, con tỉnh rồi. Sư phụ, đừng cử động mãi. Đừng nói chuyện. Con đi được mà. Từ đây đến Nhai Châu,
nhanh cũng phải mất 2 tháng. Huống hồ trên đường đi lại không an toàn, sức khỏe của con không thể chịu đựng thêm vất vả được nữa. Nhưng mà sư phụ, con thật sự không muốn ở lại đây. Ta sẽ không để con ở lại đây. Vinh Duệ à, sư phụ đã sắp xếp xong rồi. Mọi người sẽ đi đường bộ đến Gia Châu. Đệ và sư đệ Đức Thanh sẽ đi thuyền cùng huynh đến Gia Châu bằng đường thủy đó. Khi tới đó thì sẽ sắp xếp đến đồng độ. Sư phụ, sư phụ. Tất cả đứng đây, chúng ta sẽ chờ đại sư. Dạ. Yeah.